Mời quý vị nghe lại tiếng hát của người nữ ca sĩ đó trong nhạc phẩm Duyên Phận để biết tại sao hơn 28 triệu người nghe. Xin chào đón nữ ca sĩ Như Quỳnh. Xin cảm ơn chú Ngạn. Như Quỳnh xin thân ái chào tất cả quý vị. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và bây giờ bước vào chương trình, Như Quỳnh xin được gửi đến quý vị thay cho lời cảm tạ đến tất cả mọi gia đình Việt Nam của chúng ta tại nơi đây. Như chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã giới thiệu, hãy cùng với Như Quỳnh nghe lại bài hát Duyên Phận sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thời mẹ thương em nhớ tin người sẽ làm sao mà chồng chưa đổ bên
ơn quý vị rất nhiều vì thời gian.